Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950, năm mạng, năm 2022, phải mua kết để tiền. Chào mừng quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, mỗi năm vận trình mỗi khác, do sự vận động của các thiên tinh cho nên trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí, từng người trên trái đất sẽ khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó đã ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi chúng ta. Bước sang năm 2022 Nhâm Dần, ai trong số chúng ta cũng tò mò về số phận của mình, không biết sang năm mới cát hung vận hạn của mình ra sao, đặc biệt là với các gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nam mạng. Trong năm 2022, những gia chủ tuổi Canh Dần nam mạng gặp hạn Thái Tuế, nhưng không vì thế mà vận trình của họ không được may mắn, do được quý nhân tương trợ, cho nên những gia chủ tuổi Canh Dần cực kỳ may mắn trong năm 2022. Họ là những người có cá tính mạnh, thích giúp đỡ người khác, cho nên là được mọi người yêu thương và kính trọng. Trong năm 2022 này, do được quý nhân tương trợ cho nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, tuy không tạo dựng được cơ đồ nhưng mà sự nghiệp của gia chủ Canh Dần nam mạng cũng khiến cho không ít người phải ghen hờn đỏ mắt, cùng với đó là nể phục. Nghèo khổ đủ rồi, bước sang năm 2022 là một năm bùng phát của quý vị. Quý vị nên nắm bắt thời cơ, tạo nên những bước đi đột phá trong năm mới 2022 này. Quý vị rất tò mò về lá số tử vi của mình đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết về vận trình của mình trong năm 2022 Nhâm Dần. Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950, năm mạng, năm 2022. Tuổi âm lịch 73 tuổi, sao chiếu mệnh La Hầu, mệnh Tùng Bách Mộc gặp Kim Khắc Mộc tương khắc. Địa chi tuổi Dần với tuổi Dần bình hòa, thiên can tuổi Canh gặp năm Nhâm là tương sinh. Năm mệnh tuổi Canh Dần sinh năm 1950 là người có hoài bão lớn, tham vọng cao. Tính cách bình tĩnh, kiên nhẫn, họ biết chờ thời cơ thích hợp để hành động và giành được thắng lợi. Năm 2022, vận mệnh của nam giới sinh năm 1950 bị chi phối bởi sao La Hầu, hạn Tam Kheo. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Canh Dần vào năm Nhâm Dần 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Canh Dần năm 2022 nam mạng. Những người sinh năm 1950 thuộc tuổi Canh Dần thường được gọi là xuất sơn chi hổ, tức là hổ xuống núi. Người này có ngũ hành nạp âm, bản mệnh là Tùng Bách Mộc, tức gỗ Tùng Bách. Trong bát trạch phong thủy, nam mệnh tuổi này thuộc cung Khôn, một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Canh Dần sinh năm 1950, bước sang tuổi 73, tính cả tuổi Mụ. Để suy đoán được vận mệnh tử vi về cuộc sống, công việc, sự nghiệp trong năm 2022 của nam mạng tuổi Canh Dần sinh năm 1950, ta có thể xem xét đến các mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của năm đó với năm tuổi là năm Canh Dần. Xét theo âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần, năm này có ngũ hành nạp âm là kim, kim bạch kim hay còn gọi là vàng pha bạc. Xét về mối quan hệ trong ngũ hành, hành mệnh mộc của Canh Dần có mối quan hệ tương khắc với hành kim của năm Nhâm Dần. Xét theo khía cạnh về thiên can, phối ngũ hành, Canh thuộc kim tương sinh với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, tuổi Canh Dần nằm trong mối quan hệ bình hòa với tuổi Nhâm Dần. Xem tử vi năm 2022 cho thấy bản mệnh Canh Dần sinh năm 1950 trong năm Nhâm Dần 2022 nên chú ý vấn đề sức khỏe, không nên để sức khỏe làm ảnh hưởng đến công việc chung. Quý ông tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nên dành thời gian bên gia đình, sự nghiệp để lại cho con cái tiếp quản. Trong ngũ hành, cung mệnh có thể dự đoán về tử vi, vận số cũng như đường tình duyên của một người. Để tìm hiểu chi tiết hơn về mệnh ngũ hành, mời quý ông tuổi Canh Dần lắng nghe nội dung ngay sau đây. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Canh Dần trên các phương diện. Tử vi năm 2022 tuổi Canh Dần sinh năm 1950 được luận giải qua những khía cạnh như cuộc sống, tình duyên, đường công danh sự nghiệp, gia đạo, tuổi hợp, màu sắc hợp, mệnh phong thủy, hướng hợp, hướng kỵ sẽ giúp cho quý ông tuổi Canh Dần nắm bắt được vận mệnh trong năm 2022 này. Công việc sự nghiệp. Trong năm 2022, quý ông tuổi Canh Dần sinh năm 1950 đã về hưu, tài chính chủ yếu dựa vào tiền hưu trí. Đây chính là cơ hội để lại sự nghiệp cho con cái tiếp quản. Quý ông nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Quý ông nên làm việc vừa sức, đừng quá lao tâm vì công việc. Tình duyên, đường tình duyên của nam Canh Dần sinh năm 1950 sẽ gặp nhiều thử thách, sự thấu hiểu đồng cảm sẽ giúp cho hai vợ chồng hóa giải những mâu thuẫn. Khi xảy ra những cuộc tranh cãi không đáng có, quý ông nên nhanh chóng tìm cách hàn gắn tình cảm, chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. Tài lộc, năm 2022 có lẽ là năm có nhiều thử thách đối với quý ông tuổi Canh Dần, sinh năm 1950. Đôi khi sẽ bị hao tài tốn của cho những việc không đáng, cơ hội thăng tiến giảm dần. Tuy nhiên, nếu vượt qua những khó khăn này, quý ông sẽ có cơ hội thu hút tài vận vào giai đoạn tháng 7 đến tháng 12 trong năm 2022. Sức khỏe, tử vi năm 2022 cho thấy quý ông tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nên chú ý chế độ ăn uống, tập thể dục, nghỉ ngơi điều độ. Ngoài ra, cần phải đề phòng các bệnh liên quan đến tim mạch và cảm sốt. Những bài tập có ích cho sức khỏe mà quý ông có thể áp dụng như các bài tập yoga dành cho người cao tuổi, thái cực quyền, đi bộ là bí quyết giúp quý ông duy trì sức khỏe, tâm trạng thoải mái và tăng cường tuổi thọ. Xem sao hạn của tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nam mạng trong năm 2022. Vào mỗi năm, các độ tuổi khác nhau sẽ có sao chiếu mệnh khác nhau. Đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của nam tuổi Canh Dần trong năm 2022. Sao chiếu mệnh, sao La Hầu. Sao La Hầu là một hung tinh thuộc 9 cửu diệu của niên hạn. Sao này bị xếp vào nhóm, mang đến nhiều thử thách cho cả nam và nữ. Nam mạng sẽ ít gặp khó khăn hơn nữ mạng. Sao này gây ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng cũng như gia đạo. Gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn, khiến cho tâm trạng có phần bực bội. Tuy nhiên, vận trình tử vi trong năm 2022 sẽ có lúc gặp được các mối quan hệ giao thương, con đường tài lộc hanh thông. Vì vậy, gia chủ không nên quá lo lắng. Hạn tuổi, hạn tam kheo là hạn xấu về sức khỏe. Vì vậy, mệnh chủ nên chú ý đến việc đi lại, cẩn thận khi thực hiện những chuyến đi xa để giảm bớt rủi ro, tai nạn. Bên cạnh đó, tâm lý thoải mái sẽ giúp cho quý ông tuổi Canh Dần hóa giải được những mâu thuẫn trong gia đình và tránh được thị phi xung quanh mình. Hóa giải sao hạn. Mỗi sao hạn sẽ có cách hóa giải khác nhau. Việc hóa giải sẽ giúp cho gia chủ giảm bớt những rủi ro trong cuộc sống, mang đến sự bình yên trong tương lai. Về sức khỏe, quý ông nên cân nhắc kỹ trước khi bắt đầu những chuyến đi xa, nên ăn uống lành mạnh, kết hợp với chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên chính là chìa khóa giúp cho quý ông chống lại bệnh tật, vui vẻ và yêu đời hơn. Trong gia đình thì nên bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ, không nên quá vội vàng mà đưa ra những quyết định sai lầm. Bên cạnh đó, quý ông cũng nên sống hướng thiện, luôn giúp đỡ, hỗ trợ mọi người thì vận xui sẽ được hóa giải. Ngoài ra, phương pháp cúng dâng sao giải hạn là phương pháp được nhiều người thực hiện để xua đuổi những điều không may mắn. Theo đó, nam Canh Dần sinh năm 1950 muốn giải hạn tam kheo thì thực hiện nghi thức cúng lễ này. Mời các bạn sẽ cùng tìm hiểu thêm về cách dâng sao giải hạn trong bài viết ngay sau đây. Luận tử vi tuổi Canh Dần năm 2022 năm mạng theo tháng. Theo tử vi trọn đời, nam tuổi Canh Dần trong năm 2022 này sẽ có nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, cuộc sống, cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, tài lộc phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên quý ông nên suy nghĩ, tính toán trước khi dùng số tiền lớn cho việc gì. Tháng 2, trong tháng này nam mạng Canh Dần làm việc không được tốt, cẩn thận những chuyến đi xa, chú ý bảo vệ sức khỏe. Tháng 3, thuận lợi trong việc đầu tư nên tận dụng cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, tăng cường giao thương. Tháng 4, mọi sự đều bình an, suôn sẻ, không có sự kiện gì nổi bật. Tháng 5, được nhiều người giúp đỡ nên công việc ngày càng thuận lợi, tuy nhiên chú ý việc đi lại. Tháng 6, công việc có chút thử thách, nếu như kiên trì nỗ lực thì sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Tháng 7, không nên để những lời thị phi làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Tháng 8, nhận được nhiều tin vui từ con cái, gia đình đón nhiều sự kiện quan trọng. Tháng 9, tài lộc phát triển vượt bậc, con đường thăng tiến rộng mở. Tháng 10, tháng này nên dành nhiều thời gian cho sức khỏe, nên nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh. Tháng 11, sức khỏe có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên không nên chủ quan. Tháng 12, gia đình sum vầy, cuộc sống gặp nhiều may mắn, bình an. Thưa quý vị, qua nội dung ngày hôm nay, hy vọng rằng quý ông tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sẽ có cái nhìn khái quát về sự nghiệp, sức khỏe của mình trong năm 2022. Nhìn chung nam mạng Canh Dần sinh năm 1950 nên dành nhiều thời gian để bồi bổ, nghỉ ngơi hợp lý để giữ cho sức khỏe được tốt. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Canh Dần năm 2022 nam mạng sinh năm 1950. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Dần trong năm 2022 năm Mạng, sinh năm 1950. Qua đó thì quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022 đầy hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.